Thank you.
Đừng bắt con đi mà, tội nghiệp con lắm. Thì như vậy nó là một chàng dài với hy vọng ông già kia sẽ thả nó đi và cảm thấy hối hận khi bắt lạc nó. Nó nghĩ tại mình bắt lạc nhân nên giờ bị trời báo ứng, không lẽ ông trời có mắt mình đi quả báo thật thả trời. Rồi lại tưởng tượng ra cảnh nó bị trói lại đưa đến một ngôi nhà hoa như trong phim. Khi tới đây nó hòa khóc như một đứa trẻ con. Kỳ Vân, con im lặng nghe ta nói đây. Ông già